Hôm cái đấy. Những tin nhắn anh xem vẫn chưa trả lời. Cuộc gọi nhỡ vẫn còn chưa đàng hồi. Có lẽ mỗi người còn bận lo lắng cho riêng mình. Giờ đây chỉ còn một thói quen chưa kịp quên. Vô anh kia. Dạ. Đã lâu lắm không ai đón đưa tôi về. Chẳng còn quan tâm lên buồn vui lúc này. Cô đúng hay sai thì cả hai chẳng thể quay về. Giờ đây chỉ còn người xa lạ đã từng quen từng khoảng cách cứ lớn dần. Vậy mà ta chẳng còn tha thiết để bận tâm. Người từng thương sao bỗng xa lạ quá. Rồi không quen chẳng dám nhìn nhau. Điều buồn nhất trên đời.